Thưa quý vị và các bạn, gần đây, cơ quan thuế đã có văn bản đề nghị các cơ quan như công chứng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, yêu cầu người dân thực hiện kê khai chuyển nhượng bất động sản theo giá thị trường. Tuy nhiên, do trong suốt một thời gian dài, các giao dịch bất động sản đều kê khai dựa trên cơ sở khung giá đất do tỉnh quy định, nên khi cơ quan thuế đưa ra yêu cầu này, đã xuất hiện nhiều luồng quan điểm, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Theo quy định, khi chuyển nhượng bất động sản, người chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với 2% giá chuyển nhượng và lệ phí trước bạ 0,5% giá tính lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trên thực tế, để giảm mức thuế phải nộp, các bên thường không kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng mà chỉ kê khai theo khung giá đất do tỉnh quy định. Tình trạng này kéo dài nhiều năm là nguyên nhân gây thất thu ngân sách. Gần đây, ngành thuế yêu cầu phải kê khai đúng giá trị chuyển nhượng. Cái vướng mắc đầu tiên đó là cái tiềm thức của người dân về vấn đề nhận thức về pháp luật thuế là chưa chính xác, bởi vì người dân thì thường chỉ nhận thức rằng là giá chuyển nhượng trên hợp đồng là giá tính áp theo khung giá đất nhà nước. Vấn đề thứ hai là trong quá trình thực hiện thì có rất nhiều những cái giao dịch chuyển nhượng về tài sản và cũng có những phát sinh giá nhưng giá không cao như giá thị trường, bởi trong đó ví dụ nó có quan hệ huyết thống anh em. Cô dì chú bác có thể là cho nhau, họ chỉ lấy một cái phần giá trị nhỏ thôi. Bây giờ nếu như áp theo đúng như cái quy định bây giờ để họ phải nộp theo cái giá thị trường thì đúng là rất là khó để biết là giá thị trường là bao nhiêu. Hiện tại rất nhiều những thửa đất đang bị bán cắt lỗ. Thế thì vậy cái bán cắt lỗ đó là cũng là do thỏa thuận của các bên, mà phòng công chứng cũng như là tất cả các cơ quan, kể cả tôi nói cho rằng cơ quan thuế cũng sẽ rất khó trong vấn đề xác minh được là cắt lỗ bao nhiêu tiền. Thời gian qua, một số chi cục thuế đã trả lại hồ sơ đề nghị một số giao dịch bất động sản phải kê khai lại giá chuyển nhượng, trong đó nhiều giao dịch giá tăng từ 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên chuyển nhượng kê khai tăng thêm cũng không có cơ sở nào để khẳng định mức giá đó là giá thị trường. Trên thực tế, việc kê khai giá khi chuyển nhượng bất động sản đã được quy định và hướng dẫn rõ tại Nghị định số 12 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính. Vì vậy, nếu các giao dịch về bất động sản đều bị yêu cầu xác minh lại giá chuyển nhượng sẽ dẫn đến hệ quả là hàng nghìn hồ sơ giao dịch bất động sản bị tồn đọng, đồng thời cũng sẽ tiềm ẩn phát sinh tiêu cực. Chúng tôi là những cái cơ quan mà phối hợp rất là chặt chẽ với cơ quan thuế để tuyên truyền cũng như là đưa cái pháp luật thuế đi sâu và đi rộng hơn vào cái tiềm thức của người dân. Cái thứ hai là các anh chị mang những cái pano áp phích đến tại các trụ sở của văn phòng công chứng để người dân có thể ngồi ở đây nhưng cũng thể đọc được, cũng thể hiểu được và một phần nào thấy được rằng là cái việc áp dụng đúng đủ và kê khai đúng đủ cái giá chuyển nhượng trong hợp đồng là vấn đề hết sức quan trọng trong việc thực hiện giao dịch. Giải pháp để chống thất thu ngân sách hiệu quả, đảm bảo công bằng với mọi người dân là khung giá đất phải sát với thị trường. Tuy nhiên, do sự chưa đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về đất đai đã dẫn đến tình trạng đất hai giá. Trên thực tế hiện nay, cơ quan chức năng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả các giao dịch về đất đai, cũng như tình trạng sốt đất tạo sóng ảo đẩy giá đất lên cao. Do đó, việc chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản sẽ không hiệu quả khi chỉ dừng ở việc yêu cầu người dân kê khai theo giá thị trường.